Bổ sung D3 cho con bạn đến khi nào thì dừng lại? Tôi không biết tại sao các bạn lại có những câu hỏi như thế này. Hình như chúng ta sợ vì chúng ta phải cho con uống D3, hoặc sợ chúng ta phải cho con bổ sung D3 hay sao, đúng không? Chứ chúng ta cảm giác như chúng ta cho con bổ sung D3 nó như là uống thuốc ấy, mà chúng ta bị mặc cảm với vấn đề uống thuốc. Cho nên rất nhiều bạn không biết rằng gì ạ, bổ sung D3 đến khi nào thì dừng lại. Đó. Thì video này tôi sẽ nói cho các bạn biết là đến khi nào thì chúng ta sẽ dừng lại trong cái việc bổ sung D3, đúng không? Để bớt đi một cái việc của buổi sáng chúng ta phải xịt cho con hai xịt D3, đúng không ạ? Và nếu chúng ta không xem cái video này thì hậu quả của nó rất là nghiêm trọng. Chúng ta không biết rằng cái thời điểm nào là lên dừng. Chúng ta có thể dừng sớm hơn thì cái D3 đối với cơ thể con bạn nó sẽ không đủ cái nhu cầu D3, và D3 nó giúp cho con bọn bạn cao lớn hơn, răng chắc khỏe hơn, đúng không? Đặc biệt là sức đề kháng của bé tốt hơn. Và chúng ta dừng quá sớm thì sao ạ? Bé sẽ còi xương, suy dinh dưỡng, đúng không ạ? Và ảnh hưởng đến sức khỏe, và đặc biệt là trẻ sẽ hay ốm do hệ miễn dịch của trẻ bị suy giảm. Thì cái việc mà chúng ta bổ sung D3 đến khi nào nó dừng cũng là một cái thông tin quan trọng mà có rất nhiều bạn quan tâm. Thì chúng ta đều biết rằng cái vai trò D3 rồi, đúng không ạ? Chúng ta đều biết rằng D3 nó giúp cho con bạn cao lớn hơn, khỏe mạnh hơn, giúp cho thóc con bạn nó liền đúng thời điểm hơn, đúng không ạ? Bé sẽ biết đi, biết lẫy, biết bò nhanh hơn, răng của bé sẽ trắng hơn, đẹp hơn, nó không bị mủn răng, không bị vàng răng, không bị sún răng, đúng không? Đương nhiên là cái việc đấy nó có liên quan đến chế độ ăn kẹo, bánh vân vân và vệ sinh răng miệng nữa. Đấy. Rồi, chúng ta đều biết rằng gì ạ? D3 nó có vai trò cực kỳ quan trọng đối với miễn dịch của trẻ. Các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu rằng đối với những người mà có cái nồng độ D3 trong máu cao thì cái khả năng cái sức đề kháng của bé của người đó nó rất là cao và chống lại các cái tác nhân gây bệnh. Cụ thể ở đây chúng ta đang nghiên cứu ấy, nó là cái COVID-19, còn đúng không ạ? Và đối với trẻ em như vậy, nếu như mà được bổ sung D3 đầy đủ thì bé sẽ ít ốm vặt hơn và sức đề kháng sẽ tốt hơn. Thì tôi chia sẻ với các bạn là những cái dấu hiệu để chúng ta nhận biết rằng con mình bị thiếu D3, thì tôi chia ra là dấu hiệu sớm và dấu hiệu muộn. Thì cái việc mà chúng ta đang ngồi với nhau ở đây là chúng ta không bao giờ để xảy ra cái dấu hiệu sớm ấy, đừng có nói dấu hiệu muộn. Nếu chúng ta để xảy ra các dấu hiệu con mình thiếu D3, tức là đã ảnh hưởng đến sức khỏe của con mình rồi. Đấy, các cụ thường nói là gì ạ? Tiền mất tật mang. Khi nó có vấn đề rồi chúng ta mới bổ sung thì rõ ràng là gì ạ? Vừa mất tiền mà con mình nó yếu, nó mất đi cái giai đoạn phát triển quan trọng. Tại vì giai đoạn đó, tôi ví dụ này, lẽ ra con bạn nó cao được 5 cm. Nếu như con bạn đầy đủ cái D3, tôi ví dụ vậy nhá. Nhưng mà chúng ta bỏ qua giai đoạn đó và nó tăng được có 2 cm thôi. Và nhiều bạn nói tôi rằng: "Anh ơi, em có thể bổ sung bù được không?" Đấy. Trước đó em quên em không bổ sung, bây giờ em bổ sung bù được không? Trước đó là 400 đơn vị đúng không? Và bây giờ em bổ sung bù là 800 đơn vị được không? Thưa các bạn, không bao giờ có điều đó nữa. Khi mà sức khỏe của con qua rồi, cái giai đoạn vàng của con nó đi qua rồi, chúng ta sẽ không có cách nào để lấy lại đâu nhá. Cho nên chúng ta ngồi với nhau ở đây là để chúng ta không để con mình xảy ra cái vấn đề. Thế thì cái dấu hiệu sớm khi mà con bạn bị thiếu D3 là như nào? Đầu tiên là trẻ quấy khóc nhiều, khó ngủ, ngủ thiếng giấc và khó đi vào giấc ngủ, đúng không ạ? Có rất nhiều bạn bảo: "Ôi anh ơi, con em nó khó ngủ quá, con em thính ngủ quá, nó ngủ ít quá", đúng không ạ? Đó là một trong những dấu hiệu sớm mà con bạn bị thiếu vitamin D3. Đấy, rồi sao ạ? Trẻ hay giật mình, hay vặn mình, hay ọc sữa. Đấy, đó là dấu hiệu tiếp theo, đúng không ạ? Rồi sao ạ? Trẻ thường ra mồ hôi trộm. Mặc dù trẻ đã đi vào giấc ngủ được 1 giờ rồi, 2 giờ rồi, mặc dù điều hòa chúng ta để đã rất là mát rồi, từ 22 đến 26 độ C rồi, quần áo rất là thoáng, hoặc là hôm đó nhiệt độ ngoài trời rất là đẹp, rất là dịu, nhưng bé vẫn ra mồ hôi trộm, thì đó là một dấu hiệu sớm nữa mà các bạn thường thấy. Thì trẻ em thì cái tuyến mồ hôi nó tập trung nhiều ở gáy này, ở trán rồi này, thì nó ra rất nhiều ở gáy, sau lưng và trán nhá, các bạn lưu ý như vậy. Và dấu hiệu nữa gì ạ? Da của bé xanh xao rồi chậm tăng trưởng, không tăng trưởng đúng tiêu chuẩn. Tôi có một cái video nói về đánh giá tăng trưởng của trẻ qua từng giai đoạn. Các bạn thường so sánh con mình với cái cân, so sánh con mình với cân hàng xóm, thì các bạn không biết rằng gì ạ? Con mình tăng trưởng như thế nào là chuẩn, phải dựa trên một cái tiêu chuẩn như thế nào. Thì cái video đó sẽ giúp cho các bạn, tức là trẻ con ấy nó không tăng như con heo, có phải không ạ? Ví dụ cứ mỗi tháng 1 cân là mỗi tháng 1 cân, có thể tháng đầu tăng cân 2, tháng 2 nó tăng cân 3, tháng thứ tư nó tăng 5 lạng thôi. Đấy, tức là nhưng mà gì ạ? Ở các mốc là nó sẽ đạt cái mốc mà nó tăng trưởng. Đấy. Tại vì cơ thể của bé là gì ạ? Có cái khả năng tự điều chỉnh về cân nặng lý tưởng nha các bạn nhé, tự điều chỉnh. Đấy, được chưa? Thì đấy là các dấu hiệu sớm để chúng ta biết rằng con mình có nguy cơ bị thiếu vitamin D3 nha các bạn, lưu như vậy. Và nếu như các bạn mà để con mình rơi vào dấu hiệu muộn rồi, tức là ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng rồi, lúc đó chúng ta chăm nó vất lắm các bạn ạ, giờ vất lắm. Rồi các bạn đi hết chỗ nọ chỗ kia và không kiên trì nữa ấy, thì nó sẽ càng nặng thêm vấn đề. Thì các dấu hiệu muộn là như nào? Đầu tiên là bé chậm mọc răng. Đấy, răng không đều và nó xấu, nó đứng lôm nhôm lên, đúng không ạ? Chậm mọc răng là gì? Sau 10-12 tháng mà không mọc răng là chậm mọc răng. Thứ hai là các lẫy, các cái thời điểm vận động của bé là gì? 3 tháng biết lẫy, 7 tháng biết bò, 9 tháng lo giò biết đi, và nó không đạt đúng cái tiêu chuẩn đó nhá. Đấy, đó là dấu hiệu tiếp theo. Thứ ba là gì? Thóp rộng,
sờ bờ thóp nó mềm đúng không, nó mềm và nó lâu liền thóp các bạn đúng không ạ. Tôi đã có một cái video nói về việc thóp bé liền như nào đúng, bạn có thể search video đó chưa? Đấy rồi sao ạ? Thường có những bé bị suy dưỡng còi xương đến mức độ là gì ạ? Ức nữ gà, các bạn biết cái ức gà không, thì bé mình ngực nó nhô lên, nó nhô như gà vậy, các bạn hình dung không ạ? Đấy, rồi có thể chân vòng kiêng, rồi các cái đầu khớp chân tay này nó nhô lên, nó tạo những cái vòng, cảm giác như cái vòng đeo cho bé đúng không ạ? Rồi dạ, vẹo cột sống chân vòng kiêng, đó là dấu hiệu tiếp theo. Và dấu hiệu cuối cùng là các bạn có thể dễ thứ nhất là suy dưỡng còi xương và hay ốm rất là nhiều, và sức đề kháng của bé nó kém. Đấy, thì đó là các cái dấu hiệu muộn. Khi mà để dấu hiệu muộn rồi thì khó điều trị mà khó lấy lại cái đà tăng trưởng như ban đầu các em ạ. Và việc mà tôi muốn nói các bạn đây là không bao giờ để ra rượu sớm, chứ đừng nói đến dấu hiệu muộn nha. Chính vì vậy chúng ta sẽ bổ sung đề bà như thế nào để nó sẽ không xảy ra cái vấn đề. Thế thì đối với có hai đối tượng như này, đối với trẻ bú mẹ an toàn như nào, đối với trẻ bú sữa công thức của bố mẹ như nào, và đối với đứa trẻ mà bú sữa công thức hoàn toàn như nào. Đối với trẻ bú mẹ nhá, hoàn toàn bạn cần phải bổ sung ngay từ khi sơ sinh, được chưa? Hoặc là bé bú mẹ và dặm thêm sữa công thức đúng không? Và lượng sữa công thức là ít hơn 960ml sữa trên một ngày thì chúng ta vẫn gì phải bổ sung dự phòng là 400 đơn vị trên một ngày. Và bổ sung đến bao giờ? Đúng không ạ? Video này nói đến điều đó mà. Bổ sung đến khi mà bé biết đi, biết chạy, biết nhảy đúng không ạ? Để bé ra ngoài nhiều hơn, bé tắm nắng nhiều hơn, đúng không ạ? Đấy, rồi thì bé biết đi, biết chạy, biết nhảy, tức là bé ăn đa dạng hơn, đúng không? Ăn đa dạng nó như thế nào? Bé ăn đủ các loại như là gì ạ? Các loại thực phẩm giàu D3, ví dụ như là gì ạ? Cá hồi, cá trích, cá mòi, đúng không? Các loại cá đấy con bạn ăn một tháng được mấy lần, đúng không? Đấy, rồi sữa chua, phô mai, chúng ta ăn mỗi tháng được mấy lần, đúng không ạ? Đặc biệt là các loại gì ạ? Loại hải sản. Đấy, các bạn nghĩ mà xem, có khi cả tháng chả ăn lần nào cả. Thì lấy đâu ra D3? Thế chứ là gì ạ? Dựa vào cái thói quen sinh hoạt ăn uống hàng ngày là không đáp ứng đủ nhu cầu D3. Cái thứ hai là gì ạ? Khi con ra ngoài chơi chạy nhảy thì gì ạ? Chúng ta sẽ cho ra buổi sáng, hoặc ra vào năm ngoài 5 giờ chiều hoặc buổi tối thì làm gì có D3. Cái nắng nó chiếu xuống mà, thì làm gì có D3. Cho nên là gì ạ? Nếu mà cho con đi ra vào 9 giờ sáng, 10 giờ sáng, 11 giờ trưa, rồi thì 12 giờ trưa, 2 giờ chiều, nó nắng quá sợ, đúng không ạ? Thì rõ ràng là gì ạ? Cái văn hóa, cái thói quen sinh hoạt của người Việt Nam mình sẽ không đáp ứng đủ nhu cầu D3. Cho nên cái việc mà gì người ta nói rằng đến khi con biết đi, con tắm nắng đủ, con ăn đủ, nó rất là khó, đúng không bạn? Và thực tế rằng với cái thói quen của Việt Nam mình, nó sẽ không đáp ứng đủ nhu cầu từ chế độ ăn, từ cái việc tắm nắng. Cho nên tôi khuyến cáo các bạn rằng nếu có các bạn bú mẹ hoàn toàn, hoặc là bú mẹ và bú sữa công thức nhưng mà với lượng sữa công thức là dưới 960ml sữa một ngày, thì chúng ta cần phải bổ sung D3 cho con bạn dự phòng là gì ạ? 1-2 xịt, tức là 400 đơn vị trên một ngày nhá. Và bổ sung đến khi các bạn 5 tuổi, được chưa? Bắt đầu bước vào tiểu học thì chúng ta sẽ dừng lại, được chưa? Đó là gì ạ? Đến khi nào như vậy đấy ạ. Thế cái thứ hai là con bạn bú sữa công thức hoàn toàn là sao? Thì bú sữa hoàn toàn ấy, thì đối với trẻ sơ sinh từ 0 đến 6 tuổi thì cái việc mà bú 1.000ml sữa một ngày là điều không khả thi. Cho nên đối tượng này ấy, bạn vẫn phải bổ sung D3 cho con bạn 400 đơn vị một ngày. Khi trẻ lớn hơn, tức là từ 6 tháng cho đến 1 tuổi thì cái lượng sữa bé bú nhiều hơn. Thì các chuyên gia của Hiệp hội Nhi khoa Hoa Kỳ họ khuyến cáo rằng nếu như các bạn bú trên 960ml sữa một ngày, cứ 1.000ml sữa một ngày đi, thì các bạn không cần phải bổ sung D3, đúng không ạ? Đấy, được chưa? Ok, từ 6 tháng đến 1 tuổi thì cái giai đoạn đó sữa vẫn là chính nhá, ăn dặm vẫn là phụ. Khi bạn trên 1 tuổi rồi thì sao? Trên 1 tuổi rồi mà uống 1.000ml sữa một ngày ấy, thì khẳng định rằng con bạn sẽ thiếu máu, thiếu sắt, thiếu nhiều vi chất khác, và kèm theo đó là tình trạng biếng ăn, suy dưỡng còi xương. Tại sao? Trên 1 tuổi cái nhu cầu dinh dưỡng của trẻ nó rất là mạnh, đúng không? Mà ăn uống mới là chính, còn từ sữa nó đáp ứng rất là ít, không đủ nhu cầu. Cho nên con bạn sẽ rơi vào tình trạng biếng ăn, uống nhiều sữa quá thì nó ngang bụng, đúng không? Ngang bụng thì sao? Nó biếng ăn thì nó không ăn cơm nữa, đúng không? Rồi thì khi biếng ăn như vậy, lại sữa năng lượng cao rồi đủ lại sữa, uống tưng bừng lên nữa thì lại càng biếng ăn, có đúng không? Còn uống sữa công thức nhiều quá hay sao ạ? Sắt trong sữa công thức ấy, nó chỉ hấp thụ được từ 4-6% thôi. Tức là 100g sắt, nó chỉ hấp thụ được 4-6mg sắt thôi. Có đúng không ạ? Kinh khủng chưa? Nó rất thấp luôn ấy. Cho nên là bú sữa công thức ấy, nó sẽ thiếu máu, thiếu sắt, đúng không? Thế nguy cơ nhiều cái kéo theo. Như vậy, đối với trẻ trên 1 tuổi, một ngày tôi thường khuyến cáo rằng chỉ từ 300-500ml sữa một ngày mà thôi. Còn tất cả phải từ chế độ dinh dưỡng. Như vậy, đối với trẻ trên 1 tuổi, auto là phải bổ sung D3. Có đúng không ạ? Auto bổ sung D3 và bổ sung đến 5 tuổi. Đấy, được chưa các bạn? Đó là việc mà các bạn hỏi rằng bổ sung D3 đến bao giờ là như vậy, đúng không? Và video này tôi hy vọng rằng các bạn sẽ xem thật kỹ, ghi chép thật kỹ tất cả những cái điều đó vào quyển sổ tay của mình và dán trong phòng làm việc của mình, dán vào đầu giường của mình để mình nhớ không quên. Và phần nào đó các bạn chưa rõ trong video này, các bạn có thể comment, tôi sẽ dành thời gian để chia sẻ thêm với các bạn. Và các bạn đừng quên đăng ký kênh YouTube của chúng tôi Sức Khỏe Nhi Khoa Century. Trên kênh có 400 video miễn phí cho các bạn để các bạn nuôi con khỏe mạnh hơn, cao lớn hơn, tăng cân đều hơn, sức đề kháng tốt hơn và con ít phải dùng kháng sinh hơn, và tôi quan trọng nhất là tiết kiệm rất là nhiều cho các bạn. Tôi chúc các bạn nuôi con khỏe mạnh và thành công, và nhớ đăng ký kênh YouTube của chúng tôi nhé. Xin chào các bạn. Tạm biệt.